Hôm nay thì tôi sẽ đưa các bạn vào thăm kho hành lý thất lạc của sân bay Nội Bài và đang có đến hàng trăm chiếc vali và tài sản cá nhân bị bỏ quên tại đây. Đây chỉ là một trong 4 nhà kho chứa hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài. Các bạn có thể thấy thì trong đây đồ đạc có đủ mọi chủng loại, với những chiếc vali rất sang và rất mới, cũng như là rất là to ở đây, cho đến những cái túi mà đựng đồ đạc cá nhân. Ở đây có cả những cái túi da nhìn cũng khá là sang mà hành khách đã bỏ quên từ vài tháng rồi. Theo bạn thì một hành khách có thể bỏ quên những gì tại sân bay? Câu trả lời là bất cứ thứ gì. Một món quà lưu niệm sau chuyến du lịch, một vật phẩm tâm linh, một dụng cụ cầm tay, chìa khóa ô tô, ví tiền, điện thoại, máy tính bảng. Thứ bị để quên nhiều nhất có lẽ là những chiếc vali chứa quần áo, tư trang cá nhân. Khi xác định một tài sản vô chủ ở sân bay, nguyên tắc đầu tiên là kiểm tra an ninh, xác định xem vật phẩm này là gì, không loại trừ tình huống bên trong có chất nổ hay vũ khí nguy hiểm. Sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh sẽ tạm lưu giữ tài sản trong khoảng 24 giờ. Sau thời hạn này mà không có người nhận, tài sản sẽ được chuyển về kho hành lý thất lạc. Tại kho thì hành lý sẽ được lưu trữ trong thời gian dài hơn. Và một trong những điều ám ảnh nhất đối với người thủ kho là việc có thực phẩm, đồ tươi sống bên trong hành lý. Dĩ nhiên là họ sẽ kiểm tra hành lý trước khi nhập kho, nhưng đôi khi vẫn bỏ sót một cây xúc xích, một quả chuối hay nắm cơm. Và phải tới khi mùi bốc lên thì họ mới phát hiện. Ví dụ như trong cái vali này chẳng hạn thì cũng có thể là có iPad, có thể có máy tính, hoặc là khách cũng có thể điện thoại, để điện thoại ở trong này. Có rất nhiều, có cả giò này, giò sống này, cá tươi này, cũng có nhiều mà. Nhưng mà những cái tài sản như thế thì thường thường là sau khi mà tiếp nhận ở trên an ninh về thì chúng tôi chỉ có lưu giữ theo quy định là 24 giờ thì sẽ làm cái lần hủy. Khi cô bay đi Đà Nẵng ấy, là cô thất lạc, cô rơi cái điện thoại. Trước mắt các bạn là một hành khách đến để xin nhận lại chiếc điện thoại thông minh bỏ quên ở sân bay. Để tránh tình trạng có người nhận vơ hành lý, nhân viên thủ kho sẽ đặt câu hỏi, xác minh rất kỹ. Nếu mô tả của khách trùng khớp thì tài sản thất lạc mới được bàn giao. Mất điện thoại là cái lúc mà mình mải mê chụp điện thoại quá, thế là đang nhiên để trên túi, thế là vội vàng xách đi quên mất, nó rơi ở chỗ ghế. Thế là bắt đầu vào Đà Nẵng thì bắt đầu mới nhớ, mất thì mới gọi điện thoại ra. Thì bên an ninh là bảo nhận được, là mình yên tâm quá. Giờ cầm lại được chiếc điện thoại mình và cảm thấy nào? Mình mừng lắm. Thực ra thì là cũng không biết là có thể tìm lại được, không biết được. Nhưng mà hôm vừa rồi anh hỏi anh bạn thì anh bảo là ok, đến đây hỏi thì có thể lấy lại được. Hỏi thăm thì đã xác nhận được là còn đấy mất. Ok, rồi đấy, gặp được rồi, thấy được rồi, rất là vui. Đơn vị quản lý sân bay Nội Bài hiện có 4 nhà kho lưu giữ hành lý vô chủ với hàng nghìn tài sản bị bỏ quên. Các hãng hàng không cũng có kho chứa hành lý thất lạc riêng của từng hãng. Theo đơn vị quản lý kho, hành lý cũ nhất được lưu giữ tại đây là từ tháng 6 năm 2021, tức là cách đây hơn 2 năm. Mỗi ngày, kho hành lý thất lạc của sân bay Nội Bài đón khoảng 15-20 lượt khách tới để xin nhận lại hành lý. Tuy nhiên, lượng hành lý được trao trả thường ít hơn lượng nhận về, dẫn tới kho chứa cứ đầy dần và có nguy cơ quá tải. Trong mấy năm nay, chúng tôi nắm giữ, lưu giữ những cái tài sản này và bàn giao tài sản cho khách, nhưng không để bất kỳ một trường hợp nào là bàn giao nhầm. Mặc dù chỉ là một cái mũ hay là một cái dây lưng. Cái đầu tiên sẽ phải là kiểm tra thông tin của hành khách, kiểm tra xem là khách có bay chuyến bay đó hay không, hay như thế nào. Sau đó là yêu cầu khách phải mô tả tài sản. Còn trong những cái trường hợp khó khăn nữa thì là sẽ kiểm tra cái thông tin khách, vị trí khách để quên, và sẽ đề nghị là check camera xem là có đúng khách để quên cái tài sản tại vị trí đó hay không. Nếu tài sản lưu giữ quá nhiều năm mà không có người đến nhận, sân bay Nội Bài sẽ làm thủ tục bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn để xử lý theo quy định.